rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em. Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Hương nói nghe nè. Dạ có chuyện gì chị? Kha uống đi cho khỏe. Nè. Dạ em cảm ơn chị. Nè, cứ để thằng Tí nó khiêng một mình cũng được. Kha nghỉ chút đi. Hương thấy Kha cực khổ vậy đó, không yên tâm chút nào hết á. Đây là công việc của em mà chị. Để thằng Tí nó làm một mình biết chừng nào mới xong. Thôi để em ra làm với thằng Tí nghe. Chị nè, bất cỡ nữa. Bất cỡ gì xạo quá. Trời, chàng tối kệt đi. Đi. Ở lại vui vẻ nha. Nè. Bye. Chào anh. Sao em lại ngồi đây? Không nghỉ trưa hả? Dạ, em không có mệt cho nên muốn ngồi đây một lát. À, mà nụ sao rồi? Cô vẫn khỏe chứ? Dạ, mấy bữa nay chị nụ đang bệnh anh à. Chắc tại suy nghĩ nhiều quá. Ừ, mọi người phải cố gắng động viên cổ nhiều nghe. Dạ. Mà em làm ở đây thấy vui không? Dạ vui lắm. Em thấy mọi người ai cũng tốt hết. Dạo này em có hay về quê không? Dạ, lâu rồi em cũng không về. Ủa mà má anh sao rồi? Má anh khỏe nhiều rồi. Bà cũng hay nhắc tới em lắm đó. Dạ. Bữa nào rảnh anh chở em về nhà anh chơi nghe. Dạ, nhưng mà em thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Má anh á cũng biết em mà. Thôi quyết định vậy đi nghe. Khi nào em đi được á thì báo cho anh biết. Bây giờ anh vô văn phòng đây, sắp tới giờ làm rồi. Nè nè, con nhỏ Khánh mới vô làm đó, được ông quản đốc thuấn ưu ái ghê ha. Chắc là gà của ổng chứ gì.
Gà đâu mà gà, mày làm như người ta là gái đứng đường không bằng á. Ờ, em quen miệng nói giỡn, chắc là bồ của ổng á. Mình mất cơ hội lọt vào mắt của chàng rồi. Coi lại cái mặt mày coi đừng có mơ. Người ta là người đẹp trai nhất cái xứ nghiệp này đó. Tỉnh lại đi bà. Thì em xấu, em mới mơ người đẹp. Để sau này đẻ con ra nó cũng đẹp. Chị đừng có coi thường người xấu à nha. Chị thấy trái ổi không? Trái nào đẹp, to, bóng lưỡng thì toàn là dòi không à. Còn trái nào á nhỏ, bên trong xấu quắc thì ngon ngọt. Vậy mới chất lượng. Nè, cô làm ăn cái kiểu gì mà bị lỗi hết trơn vậy nè? Tôi xin lỗi, để tôi làm lại. Đi làm công ăn lương á mà không biết hết mình với công việc. Tối ngày cứ lo chuyện yêu đương nên mới bị như vậy chứ gì. Ông nói cái này sai sót thì tôi nhận mình là có lỗi. Nhưng còn chuyện tình cảm của tôi thì ông không có quyền gì phán xét hết. Đừng có nói này nói nọ, đó là chuyện riêng tư của mỗi người mà. Sếp nổi tiếng là lạnh lùng đó. Bữa nay Khánh được quan tâm nha. Trời ơi, không có đâu. Sếp mình đối xử tốt với mọi người mà. Ảnh làm vậy có gì lạ đâu. Thôi ra làm đi, sếp quay lại thấy phiền lắm á. Làm đi. Khánh. Chị Thơm, chị đợi em hả? Rồi. Ủa, chị Thơm, chị có gì buồn hả? Hồi chiều này á, chị mới gây với ông tổ trưởng. Ổng á, là một người rất nhỏ nhen. Điều này á, ổng sẽ làm khó dễ chị dài dài luôn. Tội nghiệp cho chị quá à. Nói vậy là chị giống như em hồi trước rồi đó. Gặp toàn là loại người gì đâu không à. À chị, hay là để em xin anh Thuấn cho chị vô làm chung luôn nha. Chị thấy hơi khó đó. Tại vì em mới vô làm mà. Chắc không sao đâu. Để em mai em hỏi anh thử coi. Thiệt vậy hả? Nhưng mà được vậy á, chị em mình cùng làm chung càng vui chứ sao. Ủa, con Trinh đi đâu rồi? Nó đi ra ngoài rồi. Nó dặn á tối nay không về ăn cơm. Con nhỏ này lúc này hay đi chơi quá. Thì nó còn nhỏ, nó thích bay nhảy. Nó ở nhà buồn chứ sao. Hôm nay nấu ngon ghê á. Ủa nè anh kia, làm cái gì mà rình mò trước cửa phòng người khác vậy? Có rình mò gì đâu, tôi chỉ đứng đây chơi thôi mà. Anh cứ nhìn chòng chọc vào phòng của tụi tôi mà nói là đứng chơi là sao? Tôi là bạn của Loan thì cũng là bạn của mấy cô thôi, làm gì bắt bẻ dữ vậy? Anh là bạn của tụi tôi hồi nào vậy? Lo đi tìm bạn của anh đi, đừng có đứng đây làm phiền tụi tôi nữa. Thôi, kể với anh ta làm gì cho mệt. Kệ chị ơi, quan tâm làm gì. Nói như Khánh có phải dễ nghe hơn không? Chỉ có Khánh á, là dễ thương nhất thôi.
Anh vừa mới nói gì á hả? Anh đâu có nói gì đâu. Anh đâu có nói gì đâu. Tại thấy anh đứng đây nên mấy cổ rủ vô chơi đó mà. Đứng đây hả? Sao phòng tôi không đứng qua đứng phòng mấy nhỏ này làm gì? Ăn đi. Kể. Về phòng đi. Đúng là trơ tráo. Loại người như anh đó hả? Ai thèm rượu? Tụi tôi đuổi hoài á mà có chịu đi đâu? Cho đáng đời. Ăn đi. Ăn đi kể. Kỳ này á chết chắc. Thằng tóc dài đó chết chắc với con Lan là xác rồi. Nhưng mà chị biết làm sao không? Thật sự em chỉ sợ bà Lan hiểu lầm rồi kiếm chuyện với phòng mình thôi. Ở chung dãy phòng trọ mà cứ nhìn nhau bằng mắt viên đạn gì cũng khó chịu lắm. Em lo cái gì? Con Lan quen thằng đó lâu như vậy thì phải hiểu tính tình nó hơn ai hết chứ. Mình có mồi chài thằng đó đâu mà sợ. Trời đất ơi, nhỏ này đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vẫn biết nữa. Cũng may là anh Kha chưa về á, chứ nếu không á Thảnh lo lắm á. Thôi em về nha. Dạ anh về. Ai chở em về vậy Trinh? Bạn trai em đó. Hả? Ảnh là trưởng phòng công ty xuất nhập khẩu đó chị. Sao nhanh vậy Trinh? Em quen anh ta hồi nào mà tụi chị không biết gì hết vậy? Có gì đâu. Vậy thì mới bất ngờ chứ. Hả? Thôi em vô rửa mặt đi ngủ đây. Thức khuya quá, da mặt không đẹp sẽ xấu đi á. Mai mốt sao vô công ty ảnh làm được. Trời. Em không biết anh đi mà giải thích với chị nụ kìa. Chị giận anh rồi đó. Thôi chạy mình về chung cho vui. Dạ. Đi. Đi. Bây giờ anh chở em tới gặp người bạn của anh. Có gì nó dẫn em vô. Hôm qua nó hứa với anh rồi đó. Dạ em cảm ơn anh. Cảnh anh đi về không làm việc ở đây nữa. Sao vậy anh? Em mới làm được có mấy cái à. Anh nói về là về. Em thắc mắc làm cái gì? Anh Dương. Anh cho em tiền đóng tiền nhà đi. Cuối tháng rồi đó. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Trời ơi, dạo này cái gì cũng tăng giá hết. Anh đưa em có nhiêu đây, sao em xài đủ? Em ăn xài ít lại đi. Dạo này bà già bắt canh dữ lắm, không dễ lấy trộm như trước đâu. Anh làm sao thì làm.
Còn tiền thì đến tìm em, còn không thì đi luôn đi. Em lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền, nghe nhức cả đầu. Anh định đi đâu đó? Bộ có hẹn với con khác nữa hả? Mệt em quá. Anh đi về. Nè, có giỏi thì đi luôn đi nha, đừng có quay về đây nữa nha. Yến ơi, nhớ mua đồ ăn sáng giùm tao nghe. Ngày nào cũng bắt người ta mua hết. Lại mấy con nhỏ này chứ không có ai hết á. Mở cửa coi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì nữa hả? Thành quả của phòng mấy người đúng không? Sao để rác trước phòng tôi vậy hả? Xin lỗi nghe, tôi không có cố ý đâu. Tôi vừa để trước cửa, tính chút nữa đi mua đồ ăn sáng rồi mới dục luôn. Chắc gió nó đẩy qua phòng Loan á. Giải thích nghe có vẻ hợp lý quá ha. Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi, còn nói là không cố tình là sao hả? Tôi nói thiệt đó. Chuyện có chút xíu. Đang làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Sao? Lớn tiếng cái gì mà lớn tiếng? Mấy cô á, sống trong khu tập thể thì phải biết giữ gìn vệ sinh chung chứ. Cái điều đơn giản vậy mà còn không biết nữa thì dọn ra ngoài ở đi. Gì ôm sờm vậy? Gì vậy Yến? Lúc nãy ta đem cái bịch rác để ra đây nè. Một chút nữa định đi mua đồ ăn sáng rồi dục luôn. Ai ngờ gió nó thổi qua phòng Loan. Ta đâu cố tình dục rác vậy đâu. Loan nói đúng rồi đó. Ở tập thể thì mình phải biết giữ vệ sinh chung. Mà Loan á, lấy quyền gì bắt người khác phải dọn đi hả? Cô, tôi nói cho Loan biết, Loan dở cái giọng đó với ai thì được, chứ mà với cái phòng này á hả, tuyệt đối không được đâu nha. Loan nghe rõ chưa? Cô nè, cái cô kia. Mấy chị này dữ quá ha. Chuyện có chút xíu mà cũng gây nhau nữa. Tốt nhất á là đừng có dính vô mấy tụi nó, mệt lắm. Vậy mới hay. Phải vậy á thì con Loan nó mới sợ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à. Nó dữ nhưng mà có đứa còn dữ hơn nó. Nhưng mà em thấy như vậy mình còn càng khổ hơn á. Như vậy khu nhà trọ của mình còn có thêm một con cọp nữa chứ sao? Hen, tao quên mất. Chuẩn bị đi làm nhanh lên. Trễ rồi kìa. Trời, chị em thấy đồ đó. Con nhỏ này ngày nào cũng chạy lăng xăng hết á. Ngon không? Dạ. Thôi anh ăn cơm đi, em lên trước nha. Dạ. Em ngồi chỗ này được không anh? Em cứ tự nhiên. Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Phải công ty của mình vẫn còn đang tuyển người đúng không anh?
Thì cũng đang còn thiếu mấy người nữa. Bộ em muốn xin cho ai hả? Anh còn nhớ chị Thơm không? Cái chị mà hôm bữa anh gặp ở bệnh viện á. À, anh nhớ. Chị Thơm hiện giờ làm ở một công ty may, nhưng mà công việc bên đó không được tốt lắm. Em muốn xin cho chị đó vô làm chung với em được không? Được chứ. Em cứ nói Thơm mang hồ sơ tới đi. Có gì anh sắp xếp cho. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn cái gì. Anh chỉ tuyển thêm người theo nhu cầu của công ty thôi mà. Thôi, em ăn cơm đi, còn vô làm nữa. Dạ. Con Khánh á, bữa nay gặp anh Thuấn xin việc cho tao, không biết có được không nữa. Có anh Thuấn giúp chắc sẽ được thôi mà. Mày yên tâm đi. Ừ. Ủa, con Trinh lại đi đâu rồi hả? Ừ, nó mới đi ra ngoài rồi. Chắc có hẹn với bạn trai. Tự nhiên tao thấy cứ lo lo cho nó. Không biết là nó quen thằng đó là người như thế nào nữa. Chắc tại mình bị ám ảnh vụ con Thắm với con Nga, nên nhìn ai cũng thấy xấu hết. Mày có thấy vậy không? Nhưng mà trên đời vẫn còn nhiều người tốt mà. Nếu ai mà mình cũng đề phòng hết thì làm sao mình sống nổi. Lại muốn nhắc tới ông Nhân của mày chứ gì. Mà công nhận người tốt như ổng cũng hiếm lắm. Mày ráng mà giữ đi. Mày đó, chọc tao hoài à. Chuyện của tao với ảnh á, cũng chưa có tới đâu hết mà. Mấy đứa đóng tiền nhà cho gì đi. Ủa, tiền gì vậy dì Năm? Mấy ngày trước á, con có đóng thêm tiền phòng cho con Trinh ở rồi mà. Không phải tiền nhà, mà đóng thêm tiền điện, tiền nước. Ơi, mấy đứa cũng biết rồi đó, muốn có nước xài á phải bơm, mà bơm thì phải tốn tiền điện, đúng không? Dì mới tăng tiền nhà được mấy bữa, giờ lại thêm tiền điện, tiền nước, sao tăng liền liền vậy dì? Ôi trời ơi, bây giờ ở đâu cũng vậy à con ơi. Vật giá nó leo thang từng ngày thì phải chịu thôi. Tao cũng đâu có muốn vậy đâu. Dì, dì để tháng sau tụi con đóng luôn nha. Tụi con mới vừa đóng tiền nhà xong nên cũng hơi kẹt á. Thôi vậy cũng được. Than hoài hà. Tháng sau nhớ đóng tiền nhà, đóng thêm luôn cho năm nha. Dạ, con nhớ rồi. Vậy nha. Nè, mấy đêm nay mấy đứa con có thấy Phọng Loan có gì lạ không? Dạ không. Bộ có gì hả dì? Không có gì. Dì chỉ hỏi cho biết vậy thôi đó mà. Nếu mà đây, thấy động tĩnh gì đó, nhớ báo liền cho Năm nha. Dạ. Nha, Năm đi nha. Dạ, dì Năm về. Nhớ đó nha. Dạ. Dạo này tao thấy sếp Thuấn có gì lạ lắm. Lạ gì? Mày cứ giả bộ không à. Ai chẳng biết sếp Thuấn đang đi tới mày chứ. Mày nói nhỏ thôi, mày tao nghe được cười tao sao? Mày làm như một mình tao biết không bằng. Chẳng có xí nghiệp này á, có ai không biết điều đó đâu. Trời đất, có chuyện gì đâu mà mọi người lại nghĩ như vậy. Tao với anh Thuấn á, chẳng qua là biết nhau trước khi tao vô đi làm thôi. Vậy hả? Nhưng tao thấy mày với ảnh xứng đôi lắm đó. Mà tao hỏi thiệt nha, mày với ảnh có gì không đó? Có gì đâu, mày đừng có suy đoán lung tung à. Ê, chiến lược cưa cẩm em gái đó sao rồi mày? Em gái nào? Cái em gái quê mấy bữa trước bị tao giật vỏ sách đó. À, cũng đang có tín hiệu tốt lành. Mà nghĩ cũng buồn cười thiệt mày. Cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân cụ rích như vậy, vậy mà nó cũng bị lừa được. Thì chắc là tao đóng vai ăn cướp đã quá chứ sao. Đâu có, tao đóng vai anh hùng mới là quay chứ.
Mày có hẹn với em hả? Tao biến đây. Chào anh. Hai người ở nhà nha, tôi đi đây. Dạ. Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Lần nào em tới đây anh cũng khóa cửa là sao? Anh bận công chuyện. Em không thấy anh đợi đẫn hay sao? Thiệt không đó? Hay là anh đi tán tỉnh nhỏ nào Nên mới đờ người ra vậy? Anh đâu có phước như vậy đâu. Thiệt em cũng không biết làm sao để giữ anh lại cho riêng mình nữa. Hay là mình có con nha. Em điên quá đi. Ai lại nghĩ như vậy? Mà không phải lúc này anh là của riêng mình em hay sao? Hả? Cô Thơm, cô làm ăn cái kiểu gì mà cái nào cũng bị lỗi hết trơn vậy nè? Ông nói gì kỳ vậy? Có hàng thì tôi làm kỹ lắm mà. Tại sao lại bị lỗi được? Vậy chẳng lẽ tôi đặt điều để nói qua cho cô hay sao? Tôi thấy đâu có lỗi gì đâu. Giờ tôi là tổ trưởng hay cô là tổ trưởng? Tôi nói lỗi là lỗi. Cô đừng có trả treo với tôi. Tôi không có trả treo gì hết á. Tạm vô lý thôi mà. Cái gì? Còn dám nói tôi vô lý hả? Cô làm không được á thì nghỉ đi. Tôi hiểu rồi. Ông vì chuyện tán tỉnh tôi không được nên quay sang làm khó làm dễ tôi chứ gì. Ông hèn lắm. Nếu cô thấy tôi làm khó dễ với cô thì cô lên nói với giám đốc đi. Cô đừng có quên, tôi là em vợ của giám đốc đó. Khôn hồn thì theo ý tôi, còn không thì chuẩn bị nghỉ việc đi. Cô suy nghĩ cho kỹ đi nha. Ông khỏi phải đe dọa. Tôi sẽ nghỉ việc cho ông xem. Tôi lên gặp giám đốc. Ủa, bữa nay cũng nấu cơm ở nhà nữa hả? Bữa trước tôi nghe nói là cô làm ở quán bia ôm gì đó mà. Sao bây giờ làm công nhân rồi? Tiền kiếm được ít lắm, làm sao mà sống đủ? Có liên quan gì không? Thì đúng là không có liên quan gì hết á. Nhưng mà tôi yêu cầu cô á, sau này đừng có mồi chài bạn trai của tôi nữa. Như cái cách mà cô làm ở quán bia ôm của cô á. Tôi làm gì mà chị nói tôi mồi chài anh ta? Chị có giỏi á thì từ nay á, giữ cho chặt đi. Đừng để anh qua đây làm phiền tôi nữa. Cô bực bội lắm. Ê, có chuyện gì vậy? Bà qua kiếm chuyện với em. Tại vì cái bộ tóc dài của bà đó, bữa nay em dụ dỗ ổng. Nghe mà tức gì đâu. Đúng là đồ khùng. Con nhỏ này không biết nghĩ sao nữa. Biết vậy á thì lo giữ bồ đi ha. Mà có phải đẹp đẽ gì cho cam đâu trời. Thôi. Ủa, chị về rồi hả? Ủa, có chuyện gì mà chị buồn dữ vậy? Chị mới vừa xin giám đốc nghỉ việc. Chị không chịu nổi cái thằng cha tổ trưởng chê sòm đến hả? Trời, chị là thiệt rồi đó hả? Ừ. Nhưng trước khi nghỉ á, chị đã kể hết mọi chuyện với ông giám đốc rồi. Ông giám đốc á, hứa sẽ nói chuyện với ông tổ trưởng đó. Nếu mà giám đốc đã nói vậy rồi, chị xin nghỉ làm gì? Dù gì thì á, tại tổ trưởng đó cũng làm vợ của giám đốc mà. Cùng lắm á, thì giám đốc cũng chỉ trách mắng vài câu thôi, chứ đâu có dám đuổi việc ông ta đâu. Mà ông ta á, thì còn làm ở đây, thì đâu có thể nào để cho chị yên đâu.
Vậy giờ á, chị chính thức gia nhập đội quân thất nghiệp rồi đó. Em cười gì vậy? Chị yên tâm đi, giờ mới thất nghiệp đâu mà lo. Hồi trưa này á, em nói chuyện với anh Thuấn rồi, anh đồng ý nhận chị làm rồi đó. Ngày mai chị đem hồ sơ tới đó, rồi sẽ đi làm luôn, được không? Thiệt vậy hả em? Chị cảm ơn em nhiều nhé. Mệt quá, làm gì mà khách sáo. Chị giúp em bao nhiêu lần rồi mà bây giờ em có giúp được gì cho chị đâu. Ủa, chị Thơm mới về hả? À. Tổ mày may thiệt á Thơm, vừa nghỉ việc chỗ này thì đã có chỗ khác nhận ngay vô làm rồi. Không được hưởng một ngày thất nghiệp nào hết rồi. Mọi người rảnh không? Ừ, em mời mọi người đi ăn kem nha. Có chuyện gì cần ăn mừng hả? Ngày mai á, con Thanh á, nó về quê lo chuyện cưới xin rồi. Như vậy á, mọi người nghĩ xem nè, chuyện này có đáng ăn mừng không? Vậy thì đúng là phải ăn mừng rồi. Tụi chị đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Đúng rồi. Vậy mình đi. Mình đi nhanh lên. Đi lẹ lên ơi. Lẹ đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Đóng cửa. Đi 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 đi. Ý giời. Nè. Lẹ lên. Trời. Lẹ lên đi. Lẹ lên. Ê, quán này của bà ba phải không mày? Ừ, đúng rồi đó. Hên á, là bà chỉ bị phạt hành chánh thôi đó. Ờ, thì ra là vậy. Ăn nhiệt tình đi nha. Đúng rồi. Ba hả? Ngồi đây cũng mát quá hả mày? Trời, ngon quá. Ngon không? Dì ơi, cho con 4 hũ kem. Ờ, ra liền, chờ một chút nha. Ngon không tả nổi. Ngon ngon. Thử miếng đi nè. Tính tiền của mấy cô này cho con luôn. Ờ, tất cả là 50 ngàn. Anh Hải, miếng đi. Anh không cần trả cho tụi tôi đâu. Tụi tôi á, sợ bạn gái của anh hiểu lầm đó. Gì? Để tụi con tự trả được rồi gì? Ờ, vậy là có chú 30, thôi là chú 70. Hiểu lầm gì chứ? Bạn bè mời nhau không được sao? Phải chi á, bạn gái anh cũng nghĩ được như vậy thì tụi tôi đâu có khổ. Anh là bạn trai của Loan phải không? Ờ, thì là bạn trai. Loan nó ghen dữ lắm đó. Anh ở đây á, chắc tụi tôi bị văn miễn quá. Đúng rồi đó. Em là Khánh phải không? Anh là Long. Ủa, sao em biết tên tôi? À, tại thằng Hải nó nhắc về em nhiều lắm. Nó nói em rất là dễ mến. Trời, cảm ơn. Chị Khánh, được nhiều người ngưỡng mộ sướng quá ha. Tướng gì mà sướng? Bình mực thì có. Ủa, bình mực là cái gì? Là bực mình á. Ăn xong rồi đi về đi mọi người ơi. Ê, đợi em tính tiền đã. Về đi Trinh, đứng lên. Đi. Ê, đẻ lên. Đẻ lên mà. Ủa chị, sao mình không nói chuyện với hai người đó hả chị? Em thấy người ta cũng lịch sự mà, còn đòi trả tiền cho mình nữa. Để cho ổng. Mấy người đó không có tốt đâu. Tốt hơn hết đó là mình nên cảnh giác thì hơn. Đẻ lên mày. Trời ơi, mình muốn quá, ông trả nữa cho ông coi. Anh không muốn em làm nghề này nữa. Em tìm việc khác làm được không? Anh khinh em hả? Không phải vậy. Anh chỉ không muốn em gần gũi với những thằng đàn ông khác thôi. Cho anh thêm thời gian đi. Anh sẽ giới thiệu em với gia đình anh. Nhưng lỡ như ba mẹ anh không đồng ý thì sao? Tính ba má anh hơi khó tánh. Nhưng mà em ráng đợi thêm một thời gian nữa đi. Nhưng anh nhất định sẽ có cách. Nhớ em.
cái cảm giác á, được đi làm ở chỗ khác lạ thiệt á. Chị cứ thấy người mình nó lần lần sao á. Chứ không phải được đi làm chung với em, chị vui hả? Tôi không phải ôm mồi đâu nha. Đi đi, lẹ lên. Rồi, đi chị. Tiến lên. Ủa, xem bị sao vậy? Tự nhiên nó lại bị trở chứng ngay lúc này. Chắc là bị lủng lốt rồi. Chắc là bị lủng rồi. Bây giờ mà giá thì chắc không kịp đâu. Thôi, em dẫn xe vào cất đi, rồi anh chở đi. Vậy có được không anh? Được mà, em dẫn xe vào đi. Dạ. Lên đi em. Cơm ở đây ăn cũng ngon quá chị ha. Gà quá cũng ngon quá ha. Làm gì mà ngắm nghía trái táo hoài vậy? Sao không ăn đi? Cái gì cúng thì cúng, cái gì ăn thì ăn chứ. Em nói vậy là không đúng rồi. Đồ ăn với đồ cúng đều ăn được hết á em. Ủa? Mà cái này đâu có trong khẩu phần ăn đâu ta. Thì ra là của chàng tặng cho riêng nàng. Có đúng không? Chị này cứ suy đoán lung tung không à. Người ta làm tới quản đốc lận đó, sao mà thích em được. Có gì đâu, yêu á người ta đâu có tính toán mấy chuyện đó. Chị thấy vui ghê á, nhờ có anh Thuấn giúp, chứ cứ làm ở bên công ty Mai á không thể nào chịu được. Em cũng vui lắm. Từ nay á, mỗi ngày chị em mình có thể đi làm cùng với nhau rồi. Mừng ghê á. Ăn đi chị. Alo, tôi Duy đây. Việc tôi nhờ anh làm tới đâu rồi? Tôi cũng đang tính gọi điện cho anh đây. Mấy ngày nay tôi theo sát từng bước và biết ba anh vừa bỏ ra một số tiền lớn để thuê nhà cho một cô gái trẻ. Hình như á là ông đang say mê cô ta lắm đây. Anh cứ tiếp tục theo dõi. Có tin gì mới thì hãy báo cho tôi biết liền nghe chưa. À, nhớ việc này đừng cho má tôi biết nghe chưa. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Bye. Mỹ, coi lại cái này đi, coi chừng quản đốc la đó. Cảm ơn nhiều nha. Lạ nghe, bữa nay sao con nụ nó hiền vậy ta. Lúc trước á, mà đụng nó một chút á là nó mét quản đốc liền à. Mệt mày quá à. Mày thắc mắc làm gì?
Nó dễ thương với mình thì mình chơi với nó. Nghĩ cũng tội, mặt nó như vậy chắc nó tủi thân lắm á. Thôi mai mốt á, mình đừng có chọc nó nữa nha. Ừ, lo làm tiếp đi, quản đốc xuống á thì mệt lắm á. Mày làm sao vậy? Tâm là trang điểm đi. Tao thấy chán quá. Giờ tao không muốn đi làm nữa. Mày sao vậy? Có bị bệnh gì không đó? Trời ơi, bây giờ hả, tao cảm thấy chán ngấy cái quán của bà Nguyệt. Tao không muốn tới đó nữa. Vậy chứ mày muốn tới quán nào? Mày khùng quá. Nó nói á, chán á, là nó không muốn làm cái nghề này nữa. Mày hiểu chưa? Mà bộ có chuyện gì hả? Giờ nó kiếm được anh chàng đẹp trai nhiều tiền rồi, nên không muốn đi làm cũng phải. Có phải là ông Duy không muốn mày đi làm nữa không? Nhưng mà ông có hứa là sẽ lo cho mày không? Hay là ông chỉ nói vậy thôi? Thì anh nói là cho anh thời gian để chuẩn bị. Bây giờ chỉ đưa tao về giới thiệu với gia đình thôi à. Thôi đi, tao còn lại gì đối với mấy thằng như vậy nữa. Hứa hẹn vậy thôi, chứ không thằng nào chấp nhận mình đâu. Mày nghĩ lại coi, mình là ai? Chỗ bạn bè, tao thương mày nên nói thẳng. Mày đừng hy vọng nhiều quá, sau này sẽ khổ đó. Thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Muốn thì phụ em hay nhìn trời xanh. Muốn bà bà gã chồng thách vậy, đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền từng. Bà gã trời lon, đưa cũng mấy ngàn đô. Mà mình giải quyết được công việc gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây, mày nghe hết cái kế hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Mà nhỏ này kìa nha, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học cuộc đời còn bao nhiêu điều để thiệt. Sao đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đứng chữ gì mới đúng. Dạ? Trời ơi, Dương làm gì vậy Dương? Tao ăn. Dương ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.